Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Giá vàng chinh phục kỷ lục mới, người mua lại tới 14 triệu đồng một lượng. Bất chấp thị trường việc làm đầy biến động, giá vàng thế giới vẫn tăng mạnh và liên tiếp chinh phục kỷ lục mới. Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 38,5 USD lên 2.329,2 USD một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.349,1 USD một ounce, tăng 40,6 USD so với rạng sáng qua. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đều rút ngắn xuống còn khoảng 11 triệu đồng một lượng. Theo Gold Price, với mức giá cao kỷ lục như hiện nay, người mua và nắm giữ vàng trong 6 tháng đang có mức lãi rất cao, 456 USD một ounce, tương đương 14 triệu đồng một lượng. Theo đó, giá vàng các thương hiệu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng với mức tăng cao nhất là 300.000 đồng một lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 79,5 triệu đồng một lượng mua vào và 81,52 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 200 đồng ở cả hai chiều. Vì giá vàng Việt Nam và thế giới đã có sự chênh lệch nhất định nên chưa hẳn người mua Việt Nam lãi 14 triệu đồng một lượng. Nhưng với xu thế thì người mua cũng là yếu tố đẩy giá vàng lên cao. Trong khi đó, Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng một chiều bán lên lần lượt 78,9 triệu đồng một lượng và 81,3 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng Vietinbank niêm yết ở mức 79,5 triệu đồng một lượng mua vào và 81,52 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng miếng thương hiệu PNG đang mua vào mức 79,3 triệu đồng một lượng và bán ra mức 81,4 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều. Thị trường vàng đang gây ngạc nhiên vì giá thay đổi nhanh chóng. Bất chấp dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự báo, giá vàng thế giới vẫn phi mã và liên tiếp chinh phục các mức kỷ lục mới. Trong phiên giao dịch cuối của tuần, đánh dấu tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Theo đó, từ báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 303.000 việc làm trong tháng trước. Các chuyên gia cho rằng, dù chịu áp lực bởi dữ liệu việc làm, nhưng kim loại màu vàng được hỗ trợ mạnh mẽ bởi lực cầu trú ẩn an toàn. Hoạt động mua đầu cơ cùng với nhu cầu dự trữ mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, chuyên gia phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của Active Traders cho rằng quỹ đạo đi lên của giá vàng trong 2 tháng qua là do lo ngại bất ổn địa chính trị gia tăng và những đồn đoán liên quan đến quan điểm nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED. Dự báo giá vàng. Dự báo về hướng đi của vàng trong thời gian tới, Bank of America lạc quan dự báo giá vàng có thể sẽ chạm mốc 2.400 USD một ounce. Các chuyên gia phân tích của ngân hàng này cho rằng, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của mình, thì việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao hơn hay đồng USD mạnh lên không là trở ngại đối với vàng. Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua 19 tấn vàng trong tháng 2. Mặc dù tốc độ mua chậm lại, nhưng các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy đang hỗ trợ giá cả trong dài hạn. Chiến lược gia hàng hóa Ole Hansen của ngân hàng Saso cũng nhận thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa của vàng. Hansen giải thích, việc vàng vững vàng trước những cơn gió ngược từ đồng USD và biến động của lợi suất chứng tỏ sức mạnh của kim loại quý này. Trong vài tuần qua, chuyên gia này lo ngại vàng có nguy cơ bị bán tháo. Tuy nhiên, việc vàng vẫn vững chắc trên mức 2.200 USD một ounce, rủi ro giảm giá tiếp tục giảm dần. Một chuyên gia khác là Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM nhận định, mặc dù tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, nhưng xu hướng tăng của giá vàng dường như không được lâu và bị đè nặng bởi đồng USD lên giá. Trong 15 nhà phân tích phố Wall tham gia khảo sát của Kitco, có 6 chuyên gia tương đương 40% dự kiến giá vàng cao hơn vào tuần tới. 4 người, khoảng 27% dự đoán giá giảm, 5 người còn lại chiếm 33% dự đoán giá vàng đi ngang. Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Barnoble Global Forex thì cho hay, vàng tăng qua mức 2.220 USD một ounce sau thái độ ôn hòa của FED khi đồng USD và tỷ giá hối đoái của Mỹ giảm. Tuy nhiên, đồng USD tăng giá và lãi suất của Mỹ ổn định, vàng đã quay trở lại mức gần 2.162 USD một ounce. Tôi nghĩ giá USD sẽ vững chắc trong nhiều ngày tới, còn giá vàng sẽ chịu áp lực với mức hỗ trợ trong khoảng 2.145 đến 2.150 USD một ounce. Mặt khác, nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đang ổ ạt tích trữ vàng.
Quay lại với thị trường trong nước, giá vàng trong nước biến động thất thường trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi chính sách mới về quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước. Hiện, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Đề xuất PNG, SJC, Doji được nhập 1,5 tấn vàng mỗi năm. Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, đơn vị này đã gửi đề xuất và kiến nghị tới nhà quản lý về việc cho phép 3 doanh nghiệp là PNG, SJC, Doji được nhập 1,5 tấn vàng một năm. Tương ứng mỗi doanh nghiệp nhập 500 kg vàng mỗi năm. Ông Khánh nêu rõ phía Hiệp hội kiến nghị cho nhập vàng nguyên liệu để các doanh nghiệp chế tác vàng nữ trang. 3 đơn vị được kiến nghị đều là các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn nhất của ngành. Ông hy vọng cơ quan quản lý cho thí điểm trước với các đơn vị này chứ không phải làm đại trà. Theo đó, không phải một lần các doanh nghiệp nhập luôn tổng 1,5 tấn vàng mà sẽ chia làm nhiều lần nhập, tùy theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Cũng theo vị này, thực chất con số 1,5 tấn không lớn bởi nhu cầu vàng nữ trang trong nước lên tới 20 tấn, quy đổi ra tiền là khoảng hơn 30 triệu USD trên 500 kg. Tổng giá trị của 1,5 tấn vàng tính cả tiền nhập khẩu, thuế phí trong khoảng 100 triệu USD. Ông nói, theo ông Khánh, so với nhập khẩu mặt hàng khác, con số này không quá cao. Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết nhập khẩu vàng sẽ giúp thị trường phong phú hơn. Khi đó, chắc chắn giá vàng trong nước sẽ giảm và giúp chênh lệch quốc tế trong nước được rút ngắn lại. Theo vị này, người dân được hưởng lợi và thị trường vàng cũng sẽ bình ổn. Khi kiểm soát như vậy, các vấn đề về tỷ giá, ngoại hối cũng không lo bị ảnh hưởng do con số 100 triệu USD nhập khẩu không quá lớn, ông Khánh nêu. Kiến nghị của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đưa ra sau phiên họp toàn thể Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Tại phiên họp này, Phó Thủ tướng ghi nhận ý kiến của các chuyên gia cho rằng, qua 12 năm thực hiện, Nghị định 24 đã đạt những thành công và hoàn thành sứ mệnh. Các ý kiến bày tỏ đồng tình với đề xuất bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Cụ thể, kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 diễn ra hôm qua, ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo về việc cơ quan quản lý phải giữ vững ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, không để xảy ra những biến động bất lợi, đồng thời thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước, quốc tế. Các chuyên gia cũng bày tỏ quan điểm phải cho phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng để đáp ứng nguồn cung. Khi cung đủ thì cầu sẽ hạ nhiệt và giá vàng sẽ hạ xuống, sát gần với giá vàng thế giới, cũng đang tăng cao kỷ lục. Bổ sung thêm ý kiến, tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính khẳng định, nếu thị trường vàng được bổ sung một nguồn cung hợp lý, vấn đề chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ được giải quyết. Vấn đề cốt lõi trong việc ổn định thị trường vàng và ổn định tỷ giá là chúng ta phải duy trì được giá trị của đồng nội tệ. Điều này đạt được thông qua việc kiểm soát lạm phát và trong nhiều năm nay, mục tiêu lạm phát dưới 4% luôn đạt được. Như vậy, không cần quá lo ngại về giá vàng tăng hay chênh lệch tỷ giá theo hướng bất lợi cho đồng tiền Việt Nam. Đặc biệt, nhà nước đã đủ nguồn lực và giải pháp để quản lý tốt thị trường vàng. Về giải pháp cứng, đó là các biện pháp chống buôn lậu vàng qua biên giới, xử lý những hành vi vi phạm trong kinh doanh vàng trên thị trường. Những việc này cần làm và tiếp tục phải làm tốt hơn. Theo ông Hiển, bên cạnh đó cũng cần phải dùng tới giải pháp mềm, đó là từng bước thị trường hóa các hoạt động của nền kinh tế. Trong đó có cả thị trường vàng. Từ giai đoạn 2012 đến 2024, thị trường vàng được quản lý khép kín. Khi lạm phát được kiểm soát tốt, thặng dư thương mại ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất một giải pháp mở hơn. Thị trường vàng đang dần hòa nhập với phương thức hoạt động theo kinh tế thị trường có quản lý nhà nước, đúng như định hướng phát triển của toàn nền kinh tế Việt Nam, ông nói. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.